Thân chào tất cả các thành viên của Diễn đàn Hợp tác. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm Gigabyte GeForce GTX 950. Thì trước khi chúng ta đi cụ thể về những công nghệ của Gigabyte và về phiên bản OC Edition này, thì chúng ta sẽ nói một chút về dòng sản phẩm GTX 950. Thì 950 nó nằm ở đâu trong cái quân đoàn nhà xanh? Thì có biết là dòng 750 và 750 Ti là những dòng phổ thông, tầm trung và hơi cao một tí, đúng không ạ? Trung cao. Và hiện nay không những chỉ là dành cho game thủ mà tất cả những cái giải pháp ai cà phê cũng dùng dòng sản phẩm 750 và 750 Ti rất là nhiều. Và gần đây thì nâng tầm hơn một chút xíu thì chúng ta sẽ có dòng 960. Nhưng mà 960 á, thì hiệu năng rất là tốt với hành rồi, tuy nhiên dù sao thì cái mức hình đầu tư nó cũng tầm ở khoảng 5 triệu đổ lại rồi, nó cũng khá cao. Vì vậy vấn đề đặt ra là game thủ rất mong muốn có được một cái card đồ họa mạnh mẽ hơn dòng 750, bởi vì 750 cũng ra thời gian khá lâu rồi, thì so với thời gian thì những cái game cũng mới ra thêm mà nó cũng sẽ nặng hơn. Vì vậy chúng ta sẽ cần có một cái card nó ở tầm giá tương tự như 750 Ti ở thời điểm mới ra mắt, và lại có hiệu năng cao cấp hơn dòng sản phẩm này, có thể đâu đó tiệm cận dòng sản phẩm 960. Thì đây chính là dòng sản phẩm mà các bạn sẽ quan tâm, bởi vì dòng sản phẩm GeForce GTX 950 ở thị trường bên Mỹ thì được định giá ở tầm 160 đô. Và như vậy dòng sản phẩm 960 và dòng sản phẩm 750 Ti cũng sẽ được điều chỉnh giá phù hợp hơn. Như vậy với dòng sản phẩm này, với cái tầm giá 160 đô, các bạn sẽ có cái gì? Thì thông tin bật mí sơ bộ của chúng tôi cho các bạn biết rằng, nếu như các bạn là một người đang mơ ước về dòng sản phẩm 960 nhưng mà các bạn không đủ chi phí để đầu tư dòng sản phẩm này, thì với dòng sản phẩm 950 chúng ta sẽ có rất rất nhiều những điểm tương đồng với 960. Chúng tôi không nói về cấu hình, bởi vì chuyện đó là nó không thực sự ảnh hưởng đến trải nghiệm của các bạn, đúng không ạ? Mà cái chính là gì? Đầu tiên là về hiệu năng thuần túy, thì 950 có hiệu năng rất là tương đồng với dòng sản phẩm 960, chứ nó chỉ thua một chút thôi so với dòng 960. Và đây là phiên bản OC Edition, và rất nhiều nhà sản xuất khác cũng sẽ có những phiên bản OC Edition. Các bạn biết là cái lợi thế của những cái viên trúc mới của NVIDIA là khả năng ép xung rất là tốt, và với phiên bản ép xung này và cộng với việc các bạn tự ép xung nữa, thì gần như hiệu năng của GTX 950 sẽ rất rất tiệm cận với dòng sản phẩm 960. Như vậy các bạn sẽ có một dòng sản phẩm có hiệu năng ngang ngửa với dòng sản phẩm 960 với hành đầu tư rẻ hơn đâu đó khoảng 40 đô. Như vậy rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và một trong những cái điều các bạn cần lưu ý nữa là đây là dòng sản phẩm mới, vậy nó sẽ hợp chuẩn DirectX 12. Và DirectX 12 của Nvidia nó hỗ trợ đến cái chuẩn là 12.1, có nghĩa là ở cái level extreme. Trong khi đó những dòng sản phẩm Fury và Fury X của AMD chỉ hỗ trợ level 12.0 ở mức medium mà thôi. Vì vậy chắc chắn những cái tập lệnh về DirectX 12 nó sẽ hoạt động tốt hơn trên những dòng sản phẩm của Nvidia. Bên cạnh đó thì dòng sản phẩm 950 cũng giống như 960, nó sẽ hỗ trợ từ phần cứng cho những cái bộ phim được nén bằng chuẩn 265, ngay cả chuẩn 8 bit và 10 bit ha. Như vậy là chúng ta có rất là nhiều lợi thế khi mà đề cập đến cái dòng sản phẩm này. Và nếu như các bạn cảm giác đã rất là phấn khích về dòng sản phẩm GeForce GTX 950, thì chúng ta hãy tiến hành tham khảo những cái đặc tả riêng của dòng sản phẩm Gigabyte GeForce OC Edition ha. GeForce GTX 950 GeForce OC Edition của Gigabyte. Và ở ngoài hộp thì các bạn thấy là đây là con mắt màu xanh rất là quen thuộc của Gigabyte rồi. Chúng ta sẽ tiến hành lật mặt sau chứ còn có những thông tin đặc biệt hay không. Mặt sau thì nếu như các bạn đã là tín đồ của Gigabyte và nó rất quen thuộc về khái niệm GeForce rồi, thì lần này thì dòng sản phẩm 950 cũng sẽ được ưu ái sử dụng công nghệ GeForce 2X, nghĩa là chúng ta sẽ có hai quạt. Và với cái quạt này thì các bạn thấy nó cũng có một cái công nghệ đặc biệt, đúng không ạ, để giúp cho tăng được cái luồng gió làm mát cho cái head sink bên dưới. Thì head sink chúng ta là một cái head sink nhôm rất là lớn nè, và cái thiết kế nó cũng sẽ có sự thay đổi để phù hợp tốt nhất cho cái việc làm mát cho những cái thành phần bên dưới của cái head sink này. Thì chúng ta sẽ là xem xét kỹ hơn về hình thức thiết kế của nó khi chúng ta đập hộp dòng sản phẩm này. Và công nghệ Ultra Durable 2 thì đơn giản nó là những cái thành phần cấu tạo nên những cái bộ phận cấp ngô cũng như nắng dòng dành cho dòng sản phẩm này, bao gồm như là cuộn cảm, tụ rắn hoặc là MOSFET vân vân. Và phần mềm OC Guru 2 là một phần mềm để ép xung cái card đồ họa này, nếu như các bạn muốn vọc vạch và muốn ép xung thêm so với mức xung mặc định của dòng phẩm này. Thì xin nhắc lại đây là phiên bản OC Edition, vì vậy là xung nhiệt nó sẽ cao hơn so với lại xung nhiệt gốc của dòng sản phẩm 950. Chúng ta sẽ có một cái kẹt ha. Và đây là cái phiên bản sample, vì vậy là cái phụ kiện đi kèm rất là hạn chế. Chúng ta hãy tập trung vào cái dòng sản phẩm chính chúng ta ngày hôm nay mà thôi. Rồi, đây cho tôi đây là dòng sản phẩm Gigabyte GeForce
OC Edition GTX 950. Thì ở mặt trước các bạn thấy là đây là hai cánh quạt rất là to và nó có màu trong suốt, như vậy màu hổ phách trong suốt, và với cái thiết kế cũng khá là đặc chủng của WinForce thì nó sẽ tạo được cái luồng gió cưỡng bức tốt hơn so với lại những cái cánh quạt thông thường. Và cái cánh quạt nhỏ và số lượng cánh quạt nhiều như vậy, nó cũng là một cái thiết kế nhắm đến cái hiệu suất làm mát tối ưu hơn dành cho cái giải pháp WinForce 2X của Gigabyte. Thì cái khung của nó là bằng nhựa ha, cũng khá mỏng. Tuy nhiên là cái phần hexin bên dưới thì nó không có ống đồng. Tuy nhiên một cái tảng nhôm rất là to như vậy thì nó cũng có một số lợi thế nhất định khi chúng ta làm mát cho dòng sản phẩm này. Thì có biết dòng sản phẩm 950 cũng là một dòng sản phẩm có cái lợi thế về mặt vi cấu trúc của NVIDIA, vì vậy là nó cũng khá mát và khả năng áp xung khá cao. Đây là mặt dưới của cái bộ hexin này. Đây là cạnh bên ha. Và đây là cạnh trên. Thì đây là một dòng sản phẩm ở tầm trung, vì vậy chúng ta chỉ cần rất là tối thiểu một cái cổng cấp nguồn 6 pin mà thôi. Và dòng sản phẩm này rất ít tiêu tốn năng lượng, nó chỉ yêu cầu chỉ có 90W TDP mà thôi, so sánh với lại cái mức 150W của dòng R7 370 ha. Đây là mặt lưng. Thì chúng ta thấy mặt lưng của dòng sản phẩm này cũng khá là nhỏ nhắn, tuy nhiên chất lượng linh kiện cũng khá là ưa nhìn. Và chúng ta thấy đây là dòng sản phẩm sử dụng 2GB DDR5 của Samsung, đúng không ạ? Và ở đây chúng ta sẽ có một cầu SLI, vì vậy là các bạn sẽ có thể dễ dàng ghép cặp nhiều chiếc cạc 950 để chạy ở chế độ SLI như với cái bộ chủ của các bạn có hỗ trợ ha. Thì thông thường những game thủ mà có mức đầu tư hạn chế thì họ sẽ prefer là chạy nhiều cạc đồ họa cấp thấp ở chế độ SLI để có được khung hình cao hơn khi chơi game, thay vì là mua một cái dòng sản phẩm cao cấp. Tuy nhiên nó cũng có những cái điểm mạnh và điểm yếu chúng ta sẽ không đề cập ở trong cái video clip này. Tuy nhiên dù sao đây là dòng sản phẩm hỗ trợ chế độ đa cạc thì nó cũng đem đến nhiều cái lựa chọn cho người dùng hơn. Một trong những cái điểm ưa thích của chúng tôi khi sử dụng dòng sản phẩm Gigabyte đó là họ trang bị rất đầy đủ chúng ta những cái miếng nhựa dẻo để bảo vệ tất cả những thành phần ở trên cái cạc đồ họa, từ phía dưới chân PCIe cho đến cầu SLI và tất cả những cổng cắm như vậy. Các bạn biết là tất cả những cổng cắm này đều được mạ vàng, vì vậy là nó sẽ rất là đáng tiếc nếu như chúng ta không sử dụng trong thời gian dài, và nó sẽ khiến bị oxy hóa và nó sẽ phí đi cái công sức của cái nhà sản xuất ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái cổng mạ vàng như vậy, và ở trong nó có thêm một cái đây là cổng HDMI full size ha, có một cái thiết bị bảo vệ như vậy thì nó rất là an toàn. Display board full size trên cùng, đây là cổng HDMI full size, đây là cổng DVI-D, nghĩa là cổng thuần kỹ thuật số, và đây là cổng DVI-E thì nó sẽ hỗ trợ luôn cái chuẩn analog cũ. Như vậy chúng ta sẽ có 4 cổng xuất nguồn và một khe tản nhiệt cũng tương đối lớn. Như vậy là đây là tất cả những thông tin sơ bộ mà các bạn cần biết đến về dòng sản phẩm Gigabyte GeForce GTX 950 WinForce 2X phiên bản OC Edition. Chúng tôi sẽ tiết lộ những cái phần benchmark cũng như là hiệu năng của dòng sản phẩm này trong bài review chi tiết của diễn đàn Emtech tại website emtech.vn. Và lời cuối cùng, xin hành cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.